Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 1 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử, Nguyễn Minh Luân chủ trì hội nghị trực tuyến 3 cấp tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án 06 năm 2023 và đề ra nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 được quan tâm chỉ đạo kỳ quyết, nhiều văn bản được ban hành và triển khai thực hiện. Tỉnh đã hoàn thành đúng và sớm hạn 34 trên 34 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hoàn thành 21 trên 23 nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt 91,3% kế hoạch. Hoàn thành 95 trên 95 nhiệm vụ đề án 06, đạt 100% kế hoạch. Việc triển khai chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến, việc số hóa, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của tỉnh đã có sự cải thiện rõ nét. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đạt gần 83%, tăng gấp 6 lần. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 85%, tăng gấp 5 lần. Đặc biệt, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 79%, tăng gấp 22 lần so với năm 2022. Từ đó, góp phần đưa Cà Mau đứng đầu bảng xếp hạng về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong năm 2024 tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện tốt việc hỗ trợ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, không trực tiếp làm thay, nhằm từng bước hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng tự thực hiện của người dân. Đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân và các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước. Năm 2024 là năm phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đảm bảo việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, triển khai cơ sở dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở. Cùng với đó là đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống đã và đang triển khai. Do đó, đồng chí Quỳnh Quốc Diệt lưu ý các địa phương tiếp tục phát huy tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt đề án 06, xây dựng dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 9 tổ công nghệ số cộng đồng, 12 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án 06. 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chiến dịch, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 27, kỳ họp diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 1 năm 2024, với sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý. Tại kỳ họp lần thứ 27, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Một. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy. Các tổ chức đảng thực hiện khá tốt nội dung kiểm tra, tuy nhiên trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát, từng lúc chưa sâu sát toàn diện, chất lượng chưa cao. Có trường hợp xem xét thi hành kỷ luật đảng chưa tương xứng với nội dung vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. 2. Kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Thới Bình, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy kịp thời lãnh đạo ban hành các văn bản về quản lý sử dụng tài chính, tài sản của cấp ủy và tổ chức thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ tài chính đảng từng lúc chưa chặt chẽ, hướng dẫn cấp dưới chưa thường xuyên, có nội dung thực hiện không đúng quy định,
phân khai kinh phí cho các ban đảng huyện ủy còn thấp so với dự toán được giao. Căn cứ quy định của đảng, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị ban thường vụ huyện ủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, văn phòng huyện ủy kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm, hạn chế khuyết điểm được chỉ ra. 3. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ huyện ủy Đầm Dơi về công tác cán bộ, lãnh đạo chỉ đạo giải quyết đơn thư liên quan đến cán bộ lãnh đạo thuộc diện quản lý ở cấp xã, chỉ đạo kiểm tra theo dõi kiểm điểm đối với cán bộ đảng viên có sai phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ có trường hợp chưa đảm bảo theo quy định, chỉ đạo giải quyết đơn thư có nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo quy trình. Việc lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra theo dõi kiểm điểm đối với cán bộ có khuyết điểm, vi phạm thuộc diện quản lý có trường hợp chưa đảm bảo chặt chẽ, sâu sắc. Xét nội dung, tính chất, mức độ, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ủy ban kiểm tra huyện ủy rút kinh nghiệm, đồng thời đề nghị Ban thường vụ huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và phê bình rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra. Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước sơ kết chương trình Sóng và Máy tính cho em. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12 tháng 9 năm 2021 để hỗ trợ máy tính bảng phục vụ học trực tuyến cho học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có bố mẹ bị tử vong do dịch COVID-19. Chương trình được chia thành hai giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1, quy động 1 triệu máy tính bảng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương đang bị giãn cách do dịch COVID-19. Giai đoạn 2, từ năm học 2022-2023, tiếp tục phát động để 100% học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trang bị máy tính học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số. Theo thống kê của vụ cơ sở vật chất Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay đã có trên 92.600 máy tính bảng được tài trợ từ các doanh nghiệp viễn thông đã giao cho học sinh ở 24 tỉnh, thành phố sử dụng. Gần 513 tỷ đồng chuyển về cho 17 tỉnh để các địa phương chủ động mua hơn 205.200 máy tính bảng, đã hoàn thành mua sắm và bàn giao cho học sinh hơn 158.600 máy tính. Đến thời điểm này, còn 3 tỉnh chưa triển khai xong, 1 tỉnh không triển khai đã trả lại tiền để phân bổ cho các địa phương khác. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá chương trình Sóng và Máy tính cho em là hoạt động nhân văn thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến và cần được triển khai rộng rãi hơn. Nhờ có thiết bị hỗ trợ từ chương trình, kỹ năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, truy cập kiến thức trên nền tảng số của học sinh phổ thông được nâng lên rõ rệt, nhất là học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 234 công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, 359 cửa hàng điểm bán lẻ với hơn 1.176 trụ bơm. Trong số doanh nghiệp trên, hiện nay chỉ có một doanh nghiệp là công ty xăng dầu Cà Mau với 62 cửa hàng lập hóa đơn điện tử theo từng lượt bán. Trước thực tế này, sáng nay, Cục Thuế tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp xăng dầu sử dụng hóa đơn điện tử từng lần phát sinh. Hội nghị thông tin đến các doanh nghiệp các văn bản pháp lý quy định về hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các văn bản chỉ đạo có liên quan quy định về lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, những quy định xử phạt trong quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Một số đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử cũng giới thiệu hướng dẫn phần mềm sử dụng để nâng cấp quản lý hóa đơn điện tử bán xăng dầu. Doanh nghiệp thông tin về quá trình thực hiện và kinh nghiệm về sử dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh tiếp tục ghi nhận những thuận lợi khó khăn vướng mắc nhằm tháo gỡ để doanh nghiệp cùng với ngành thuế và các cơ quan chuyên môn thực hiện chủ trương chung của chính phủ, góp phần cho ngành tài chính, ngành thuế thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị, trong hành trình thăm chúc Tết các đảo tiền tiêu ở vùng biển Tây Nam do Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân tổ chức, có hai đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối thuộc tỉnh Cà Mau. Dù điều kiện sống, sinh hoạt và làm việc của cán bộ chiến sĩ ở hai đảo này còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao nhất, các đơn vị đứng chân trên đảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt hành trình trên 200 km từ đảo Thổ Chu, đoàn công tác đã đến đảo Hòn Khoai. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng các thành viên trong đoàn ai cũng háo hức khi đặt chân lên đảo. Hòn Khoai là đảo không có dân cư sinh sống. Hiện trên đảo có 4 lực lượng đứng chân, đó là trạm radar 595 thuộc trung đoàn 551, vùng Nam Hải quân, đồn biên phòng Hòn Khoai thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, trạm hải đăng Hòn Khoai thuộc Bộ Giao thông Vận tải, hạt kiểm lâm Hòn Khoai thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau. Trong năm qua, các đơn vị đứng chân trên đảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Của đại biểu của các tỉnh thành phố phía Nam, chuyên nghiệp các cán báo chí đến thăm, động viên chúc Tết của cán bộ chiến sĩ trạm radar 595 và các lực lượng đóng quân trên đảo Hòn Khoai. Để cảm xúc đầu tiên là rất là bồi hồi, xúc động. Qua đoàn công tác của lần này thì đã gửi lời động viên đến chúng tôi để đón một cái Tết sung vầy và đầy đủ hơn, củng cố niềm tin cho chúng tôi vững chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió hải đảo xa xôi. Qua đó chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, góp phần vào bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Trong dịp đến thăm chúc Tết lần này, các tỉnh thành phố khu vực phía Nam cùng các doanh nghiệp trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay cán bộ chiến sĩ cùng lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, thành công. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái cơ hội rất là quý đối với những người làm báo như chúng tôi, đặc biệt là những người làm báo trẻ mà cần rất là cần để có thể hiểu rõ hơn về cái đời sống cũng như là đời sống sinh hoạt cũng như là cái đời các cái công tác của các cái chiến sĩ ở các cái tuyến đảo, đặc biệt là cái tuyến đảo ở Tây Nam. Một lời chúc năm mới đối với đến với các chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ ở trên các cái đảo của phía Tây Nam, một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng và chúc cho các chiến sĩ ngày càng có nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của mình. Hy vọng là mang đến một cái niềm vui, một cái lời chúc Tết, những cái cùng với những cái món quà nho nhỏ để động viên cán bộ chiến sĩ đối với đồng bào cán bộ chiến sĩ ở đất liền. Trong đó có Trà Vinh là lúc nào cũng hướng về phía biển, hướng về là các anh em chiến sĩ cán bộ. Chia tay cán bộ chiến sĩ đảo Hòn Khoai, đoàn công tác đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đảo Hòn Chuối. Đảo Hòn Chuối có gần 70 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu đang sinh sống. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. Trên đảo hiện có các lực lượng trạm radar 615 thuộc trung đoàn 551 vùng Nam Hải quân, đồn biên phòng Hòn Chuối thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, đại đội 1 tiểu đoàn 885, lữ đoàn công binh 83 và trạm hải đăng Hòn Chuối thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Tại đây, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Cà Mau đều có những chia sẻ riêng khi đặt chân đến thăm cán bộ chiến sĩ đảo Hòn Chuối. Đối với các đồng chí, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo cũng như bà con đang làm ăn sinh sống trên các đảo, thì chúng tôi qua những cái chuyến đi như thế, chúng tôi cảm nhận sâu sắc những cái nỗi khó khăn cơ cực, những cái vất vả để làm nhiệm vụ của những người chiến sĩ ở tuyến đầu Tổ quốc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ biển đảo quê hương. Sắp tới tôi nghĩ rằng chính quyền, đảng bộ, chính quyền, nhân dân không chỉ trong tỉnh, các tỉnh Tây Nam, phía Nam mà còn là cả nước sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành và sẽ đứng phía sau để tiếp sức cho các đồng chí, cho bà con ở đang sinh sống, làm việc trên các đảo. Kính chúc tất cả các đồng chí và bà con đang có mặt trên đảo Hòn Chuối luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát đạt và năm mới sẽ có nhiều thắng lợi mới, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ
được nhau. Trong chuyến đi này thì mình thấy có những cái khó khăn vất vả, đặc biệt là đối với hai cái đảo của tỉnh Cà Mau, với đảo Hòn Khoai, đảo Hòn Chuối. Thì mong rằng trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo, các ngành có sự quan tâm, chia sẻ, có những cái đầu tư đối với những cái điều kiện khó khăn mà trên đảo là các đồng chí đã nắm, và hy vọng trong tương lai thì các cấp sẽ có cái đầu tư đối với các cái biển đảo. Các điều kiện ở trên đảo thật sự rất khó khăn hơn với ở trên đất liền, nhưng mà các anh chiến sĩ vẫn luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và bản thân em chắc chắn khi trở về đất liền, em sẽ chia sẻ những cái tình cảm dành cho biển đảo quê hương đối với những người trẻ. Hành trình đến với hai đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối khép lại, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với từng thành viên trong đoàn. Sự quý mến, chia sẻ, động viên là động lực để cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo chắc tay súng, vững tin trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thời điểm Tết Nguyên Đán, thị trường tiêu thụ các sản phẩm ô cốp trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Để phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng, nhiều chủ thể ô cốp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện Ngọc Hiển tăng sản lượng, dự trữ hàng hóa để cung ứng cho thị trường. Huyện Ngọc Hiển có tiềm năng thế mạnh phát triển đa dạng phong phú các mặt hàng đặc trưng, sản phẩm ô cốp. Tính đến nay, huyện đã có trên 20 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao ô cốp. Trong đó có các sản phẩm như tôm khô, bánh phồng tôm, bánh phồng cua, mắm tôm, ba khía muối, mắm cá sơn rất nổi tiếng, được nhiều khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Hiện các chủ thể ô cốp mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng từ 15 đến 30%, đảm bảo nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, đặc biệt giỏ quà Tết ô cốp bắt mắt được người tiêu dùng ưa chuộng, lựa chọn. Kể từ ngày 17 tháng 1, ba ngân hàng quốc doanh Agribank, Vietinbank và BIDV tiếp tục đưa lãi suất huy động về mức thấp chưa từng có. Hiện lãi suất của Vietcombank thấp nhất trong nhóm Big 4. Theo đó, BIDV và Vietinbank đã giảm lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng từ 2,2% trên năm về 1,9% trên năm, tương ứng mức giảm 0,3%. Còn ngân hàng Agribank, lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng chỉ còn 1,8% trên năm. Trước đó, từ ngày 12 tháng 1, Vietcombank cũng đã thay đổi biểu lãi suất huy động và tiếp tục giảm 0,1 đến 0,2% ở loạt kỳ hạn. Với việc chiếm gần một nửa thị phần huy động tiền gửi toàn hệ thống, động thái của nhóm Big 4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngân hàng tư nhân giảm thêm lãi suất huy động trong thời gian tới. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế và các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện tốt việc bảo đảm thường trực 4 cấp, trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Các bệnh viện có nhiệm vụ tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ, đặc biệt nếu trái tuyến, trái chuyên khoa. Cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Tôi đang ở vị trí xảy ra vụ nổ vào sáng ngày hôm qua, vào lúc khoảng 9 giờ, làm cho 3 người bị thiệt mạng trong quá trình đang ra tìm phế liệu. Hiện nay thì các lực lượng chức năng đang huy động để mà tìm kiếm và xác định là nguyên nhân của vụ nổ này. Ven sông Cửa Lớn, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, hiện trường còn sót lại là mũi giỏ composite bị bể nát, còn treo lơ lửng. Khu vực xung quanh là những mảnh giỏ, đầu mái nổ vẫn còn nằm dương dãi. Đó là những gì còn sót lại sau vụ nổ kinh hoàng vào sáng hôm qua, 17 tháng 1. Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm cùng ngày, ba người cùng ngụ ở thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn, gồm Nguyễn Ngọc Tư, sinh năm 1982, Nguyễn Chí Hiếu, sinh năm 2008, đều ở khóm Sa Phô, và Tạ Văn Nhí, sinh năm 1991, ở khóm 6, rủ nhau đi ra sông Cửa Lớn ra tìm phế liệu. Đến khoảng 9 giờ, mọi người đều giật mình vì một tiếng nổ lớn xuất phát tại nơi ba người đang rà phế liệu.
Sau tiếng nổ, mọi người cùng cơ quan chức năng đến hiện trường khu vực sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển thì phát hiện 3 người mất tích. Hiện trường chỉ còn mỗi chiếc giỏ composite. Cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng tại hiện trường chỉ tìm thấy một vài bộ phận cơ thể người nhưng không thể xác định của nạn nhân nào. Hiện công tác tìm kiếm điều tra vẫn đang tiếp diễn. Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ nổ được xác định có thể là do một quả bom. Đến nhà riêng và cũng là nơi tổ chức tang lễ chung hai nạn nhân Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Chí Hiếu ở khóm Sa Phô, thị trấn Nam Căn được biết. Nạn nhân Nguyễn Ngọc Tư có vợ và hai con nhỏ, cuộc sống gia đình khốn khó. Tất cả đều trông chờ vào thu nhập từ nghề tìm phế liệu và làm thuê làm mướn của anh. Riêng nạn nhân Nguyễn Chí Hiếu mồ côi cả cha lẫn mẹ nên ở nhờ nhà bà ngoại. Còn nạn nhân Tạ Văn Nhí có một vợ một con, gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn. Để kịp thời hỗ trợ gia đình lo an táng cho các nạn nhân, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, đồng chí Trần Văn Hiện, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Cùng với đó, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nam Căn, đảng ủy ban nhân dân thị trấn Nam Căn cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Tại đây, đồng chí Trần Văn Hiện lưu ý ủy ban nhân dân huyện Nam Căn, ủy ban nhân dân thị trấn Nam Căn có kế hoạch hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân để vượt qua khó khăn ngay sau tang lễ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.